thống cáp treo núi Bà Đen mới được đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2020 vừa qua. Với quy mô cực kỳ lớn, hiện đại cùng với giá vé hấp dẫn đã thu hút đông đảo du khách đến hành hương, vãn cảnh và khám phá những điều kỳ thú tại danh thắng nổi tiếng bậc nhất của Tây Ninh này. Không chỉ dùng để đưa hành khách từ chân núi lên đỉnh núi nhanh hơn, tiện hơn, mà tại nhà ga cáp treo núi Bà Đen vẫn còn muôn vàn những điều thú vị. Với những gốc rễ yên tại cáp treo núi Bà Đen bao sóng mạo siêu xịn sò, chắc chắn sẽ khiến cho du khách vô cùng thích thú. Nhà ga cáp treo núi Bà Đen được chứng nhận bởi tổ chức kỷ lục Guinness và nằm trong tổ hợp cáp treo do tập đoàn Sun Group đầu tư tại Sun World Bà Đen Mountain. Đôi nét giới thiệu về núi Bà Đen, danh thắng nổi tiếng bậc nhất của Tây Ninh. Nằm cách thị xã Tây Ninh khoảng chừng 8 cây số, danh thắng núi Bà Đen là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh. Không chỉ sở hữu phong cảnh hữu tình, tuyệt đẹp mà còn là điểm đến tâm linh nổi tiếng của mảnh đất miền Nam Bộ. Núi Bà Đen có độ cao là 986 m, được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Quanh năm mây vờn trên đỉnh nên còn gọi là đỉnh Vân Sơn. Vì thế, chuyến cáp treo núi Bà Đen này đáp ứng được nhu cầu hành hương của rất nhiều du khách. Sự tích núi Bà Đen gắn liền với truyền thuyết về người con gái nhà quan tên là Lý Thị Thiên Hương, sống ở giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Nàng thông minh xinh đẹp, thủy chung, nhưng vì chiến tranh nổ ra mà phải chia cắt với người yêu là chàng Lê Sĩ Triệt. Bị quân giặc hà hiếp, nàng đã tuẫn tiết dưới vực sâu để giữ trinh tiết. Người đời thương tiếc lập đền thờ để cúng bái và gọi nàng là Bà Đen hay là Linh Sơn Thánh Mẫu. Vào cứ đầu tháng Giêng hàng năm, khoảng mùng 5, mùng 6, người ta lại nô nức hành hương núi Bà Đen để cầu mong những điều tốt lành. Và hội xuân núi Bà Đen trở thành một trong những nét văn hóa tâm linh lâu đời của người dân Tây Ninh nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung. Xung quanh núi Bà Đen là cây cối xanh tươi tốt lành. Nhìn từ xa xa, đỉnh núi có mây vờn, sườn núi thì thoai thoải về phía hai bên. Nhìn tổng thể như một chiếc nón đang úp xuống ruộng đồng bao la tươi xanh, khung cảnh rất đổi nên thơ và lãng mạn. Ngay sau khi chính thức công bố khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 1, hệ thống cáp treo núi Bà Đen tiêu chuẩn châu Âu do Sun Group đầu tư tại Sun World Bà Đen Mountain đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân và du khách. Mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt khách xếp hàng trải nghiệm tuyến cáp treo núi Bà Đen mới và thể hiện sự ấn tượng trước các thiết kế của ba nhà ga, đặc biệt là ga Bà Đen là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức kỷ lục Guinness. Đường lên núi thì quanh co uốn lượn, núi đá gập ghềnh với những bậc thang treo leo. Để chinh phục đỉnh núi cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà hành trình leo núi Bà Đen để tìm về với nơi linh thiêng như là một cách chứng tỏ lòng thành của những người hành hương. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp tuyệt vời của quần thể di tích này. Khi lên được đến đỉnh núi, các bạn sẽ thấy đất đá, bao mệt mỏi như chợ tan biến. Bên cạnh hoạt động leo núi, các bạn có thể sử dụng cáp treo núi Bà Đen để tiết kiệm thời gian công sức cho việc khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Nhất là với những du khách nào không có đủ sức khỏe để có thể leo lên đỉnh núi chiêm bái. Chính vì vậy mà cáp treo núi Bà Đen sinh ra có thể giúp cho khách hành hương dễ dàng đến được chiêm bái hơn. Ngay những ngày đầu Tây Ninh chính thức khai trương cáp treo núi Bà Đen cực xịn sò đã thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan. Vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và tập đoàn Sun Group đã khai trương tuyến cáp treo hiện đại, vận chuyển du khách từ chân núi lên chùa và đỉnh núi Bà Đen. Tuyến cáp treo núi Bà Đen không chỉ giúp cho chuyến hành hương của du khách được dễ dàng, suôn sẻ, nhanh gọn hơn, giảm thiểu được tình trạng ách tắc quá tải như trước. Đồng thời đây cũng là một động thái tích cực trong nỗ lực đưa du lịch Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Các tuyến cáp treo núi Bà Đen. Hiện tại có hai tuyến cáp treo núi Bà Đen với lộ trình như sau. Tuyến cáp treo Vân Sơn chạy thẳng từ chân núi lên đỉnh núi Bà Đen, chiều dài của cáp là 1847 m, bao gồm 113 cabin với sức chứa là 10 người trên một cabin. Công suất vận chuyển của tuyến cáp treo núi Bà Đen lên đến 4.400 khách trên giờ, vận tốc di chuyển là 8 m trên giây. Như vậy thời gian vận chuyển khách từ chân núi lên đỉnh núi cao 986 m chỉ mất khoảng 8 phút. Tuyến thứ hai là tuyến cáp treo Chùa Hang xuất phát từ chân núi lên núi Bà Đen. Chiều dài của tuyến cáp là 1210 m, bao gồm 78 cabin cũng với sức chứa là 10 người trên một cabin. Công suất của cáp treo núi Bà Đen cũng đạt vận tốc là 4.400 khách trên giờ, vận chuyển 8 m trên giây, thời gian di chuyển cũng chỉ mất 5 phút. Như vậy có thể thấy rằng các tuyến cáp treo núi Bà Đen mới khai trương có công suất và vận tốc cực khỏe, vận chuyển hành khách siêu nhanh chóng, du khách hành hương có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian và công sức. Đồng thời có thể ngắm nhìn phong cảnh núi rừng thiên nhiên tuyệt đẹp từ trên cao, cùng với quần thể chùa núi Bà, chùa Trung, chùa Quan Âm, chùa Hang ẩn hiện giữa núi non hùng vĩ, mang đến những mỹ cảnh khó quên trong đời. Trong dự án thiết kế cáp treo núi Bà Đen, tập đoàn Sun Group đã hợp tác cùng với các hãng cáp treo số 1 thế giới đến từ Thụy Sĩ. giá vé cáp treo núi Bà Đen bao nhiêu. Và đây chính là bảng giá các dịch vụ, bao gồm cả cáp treo mà khu du lịch quốc gia núi Bà Đen công bố đến với mọi người. Giá vé cáp treo núi Bà Đen khứ hồi là 200.000 đồng cho một vé đối với một người lớn. Người lớn có quy định chiều cao là từ 1m4. Giá vé là 110.000 đồng cho một vé đối với trẻ em, cao từ 1m đến dưới 1m4, dưới 1m hoàn toàn miễn phí. Còn giá vé cáp treo núi Bà Đen cho một lượt, 110.000 đồng cho một vé người lớn và trẻ em cao trên 1m4, 60.000 đồng cho một vé trẻ em, cao từ 1m đến dưới 1m4. Khi các bạn mua vé cáp treo, xe trượt ống sẽ được đi xe điện miễn phí. Còn khách VIP mua vé sẽ được tặng kèm một đồ uống và một túi giấy. Giữa núi xanh, trời biếc và không gian thanh tịnh, an nhiên của ngôi chùa Bà Linh Thiêng nổi tiếng này, mỗi người sẽ bình yên trở về với chính mình trong những phút giây thư thái như thế này để cảm thấy hạnh phúc cho tâm hồn. Đến với cáp treo núi Bà Đen, người ta còn đến để khám phá nhà ga cáp treo núi Bà Đen với muôn gốc check-in siêu đỉnh. Nhà ga cáp treo núi Bà Đen đã được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới với kiến trúc cực kỳ ấn tượng cùng với dịch vụ chất lượng cao. Tổ hợp nhà ga này gồm có 3 nhà ga. Đầu tiên là nhà ga Bà Đen, là nhà chung của hai tuyến cáp treo Vân Sơn đưa khách lên đỉnh Bà Đen và tuyến cáp treo Chùa Hang nối thẳng với chùa Bà. Nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy 3 chiếc mái lượn sóng, khiến cho du khách liên tưởng đến 3 ngọn núi nổi tiếng của Tây Ninh là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Sảnh trung tâm của nhà ga có 5 cây cột lớn, giống như 5 cây cổ thụ có sức mạnh vững chãi. Ngoài ra cũng giống với 5 bó lúa vàng triệu hạt bội thu trong ngày mùa. Tại nhà ga cáp treo này, người ta còn thấy có một vườn hướng dương khổng lồ do khu du lịch Sun World Bà Đen Mountain trồng đang nở rộ và là điểm check-in cực kỳ lý tưởng cho du khách. Đây cũng là lúc những bông hoa hoàng yến vàng bung rực rỡ hơn và sử quân tử xinh đẹp nở rộ từng chùm, tỏa hương thơm ngát cả không gian, khiến ai nấy đều thích thú. Có nhiều loài hoa khác như là hoa hồng, hoa bướm, kim đồng vàng, dừa cạn vân vân, đủ màu sắc cũng được khu du lịch ươm trồng và chăm sóc cùng việc tái tạo và giữ gìn cảnh quan, môi trường, khiến cho núi Bà Đen được nhiều thức giấc, khoác lên mình tấm áo mới tràn đầy sức sống. Đi dạo trên bờ hồ Thùy Dương, cạnh khu vực ga Bà Đen, giữa thiên nhiên trong lành và tiếng côn trùng khe khẽ là một trải nghiệm rất thanh bình, đặc biệt là vào những buổi bình minh hay là hoàng hôn. Khi các bạn được có cảm giác ngồi trên cabin cáp treo, lướt đi giữa lưng chừng trời, các bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi nhẹ bay qua những thảm hoa bướm đủ sắc màu mong manh, dịu dàng trong gió và cả một miền núi Bà Đen thênh thang xanh mát, thu trọn vào trong tầm mắt. Các nhà ga thứ hai đó chính là nhà ga Chùa Hang, là ga đến của tuyến cáp treo Chùa Hang dẫn lên quần thể chùa Bà. Thiết kế của nhà ga mang dáng dấp của một ngôi chùa, được lấy cảm hứng từ kiến trúc của chùa Bà Đen và chùa Hang với mái đao gắn hình rồng vô cùng đặc sắc. Cuối cùng là nhà ga Vân Sơn, nằm trên đỉnh núi Bà Đen, có phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc tòa thánh Tây Ninh, là một trong những biểu tượng du lịch tâm linh nổi tiếng của Tây Ninh. Bên trong nhà ga còn lát đá sandstone với rất nhiều tông màu phối với nhau là mắt, những ô cửa sổ đa giác, những trụ đỏ có phong cách thiết kế kỳ lạ và cực kỳ ấn tượng. Nhiều du khách tỏ ra trầm trồ và thích thú trước hình dáng và phong cách thiết kế độc đáo của nhà ga Vân Sơn và không quên có những bức ảnh check-in siêu chất tại đây. Hệ thống cáp treo và nhà ga tại cáp treo núi Bà Đen chính là điểm sáng của chuyến hành hương viếng thăm khu danh thắng tâm linh núi Bà Đen. Bằng tình yêu to lớn đối với du lịch Tây Ninh, Sun Group và những kiến trúc sư của mình đã cùng nhau xây dựng nên cáp treo núi Bà Đen với rất nhiều tâm huyết, được ví như một tác phẩm nghệ thuật và được lồng ghép vào đó là những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh sâu sắc. Hy vọng với tuyến cáp treo mới này sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với mảnh đất Tây Ninh nói chung và du lịch núi Bà Đen nói riêng. Được kiến tạo với quy mô và thiết kế độc đáo hơn cả một không gian nhà ga cáp treo đơn thuần, mỗi nhà ga trong hệ thống cáp treo mới tại núi Bà Đen được ví như một tác phẩm nghệ thuật, ẩn chứa trong đó là những ý tưởng thiết kế được khơi nguồn từ chính nét đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của miền đất Thánh Tây Ninh. Các tác phẩm kiến trúc này cũng tạo nên những trải nghiệm tham quan mới mẻ, hấp dẫn cho du khách, đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến 4 mùa chứ không chỉ là điểm đến tâm linh mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu các bạn chưa từng đi cáp treo núi Bà Đen thì cuối tuần này thử hành hương lên một chuyến để khám phá núi Bà Đen xem như thế nào nha. Còn bạn nào đã từng có một trải nghiệm nào thú vị ở núi Bà Đen rồi, cũng như là từng trải nghiệm tuyến cáp treo núi Bà Đen thì có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nghĩ của mình cho nhiều người khác cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Còn bây giờ đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về những địa điểm du lịch đẹp ở Việt Nam.